Bên nọ sườn điếp, thông rõ mưa rộng điệp là việc hết cần diếu nâng, trang việc quản lý chầu quyền biên cháy. Khi đã quá, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã lồng sim hết đây việc rộng điệp trang bộ đội biên phòng, xây đã mì lại cách hết đây. Ban Ly dân vận sản đại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn khai ngoà đẩy mì xếp ếch đội ly của xếp ếch đồn biên phòng xây tiểu đoàn huấn luyện cơ động của bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Trang phấn ly trầm tuộng, tăng ly năng khiếu, đại ký đội ly, hát bần ký tiểu phẩm mê tăng đê ngòi, nhằm tăng hử mọi cần mị thêm kiến thức, chắc đại ký công việc hát dân vận của biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đến với hội thi lần này, đội thi của đồn biên phòng Na Hình đạm hỷ ký chắp sạp tê đén, tứ đảng ủy ban chỉ huy đơn vị đã lồng tim hất bài thon, xào ký cần trang đội tuyên truyền, văn việc đê đén hử tứng cần, thay xảy căn hất tê ban thi, bình họng trang đội thi cũng đã thầy khò tứng thành thon tăng văn tăng cắm, thay hất tê ban thi. Tài công tập luyện đêm ngày để đạt được kết quả cao nhất. Thông qua hội thi này, quá ban ti lầu đạ thon đẩy lai kiến thức đây thêm theo ao khẩu hất đây trang việc hất dân vận thông rõ thêm hừa ký công việc của ký chạy bộ đội biên phòng theo chấp sạp thêm hử lầu ký kiến thức theo ao khẩu hất đây việc hất dân vận của hất đơn vị lầu. Mới tàn khai kế ban khi mở hát dân vận, khi đã quá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhằm chỉ đạo ký đồn biên phòng, cáp sau cấp ủy chính quyền, ký tổ chức đoàn thể ký tỷ phương biên trái, hát dân vận, có phấn, trọng thiệt đại công khèn của cần dân, xài căn, ngòi trướng biên trái. Tàn tứ hô bì thân hải, biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cáp sau ký tỷ phương, khai hốc bác ban sáng cả son cả pháp luật hử sa tiếp cầu xiên cần tổng ty nhang tấn thành sáng cả cái cần dân ký bản xài can hết đây luật biên phòng Việt Nam luật tàng làn khai dự cần mỹ lạc lụng khảm biên trái để hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bong lầu ngoài việc thắng cả thân cần dân là việc hết cần giếng là ăn cốc thay hết đây ký công việc đai tứ nhảy đại chỉ đạo ký đơn vị ký đồn biên phòng khai hai ban trọng địa cần dân hạp sóng tỷ phương hạp sóng việc hất của ký đồn biên phòng trang kíp pi đã qua ký đồn biên phòng đã hất đây việc tặng có hệ thống chính trị xuống cơ sở hất đây ký mô hình công trình phấn việc ban cần dân xây ký công việc đai thêm mở việc hất dân vận công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Sai nảy, bộ đội biên phòng tỉnh nhằng sáng cả cần dân, ao mà nộp chất đèo súng phong bác mối đạn trình, nhất là đã rộng thề cần dân, cọp liếp hốc diên hạ bác công, say bộ đội biên phòng, hát đẩy liếp cầu cái hiên tàng khẩu bác, nhỉ liếp ếch lâu khen biên trái, say lai việc cần diếu đai. Bông lầu đại lồng thêm thông rõ mưa cần dân, tuyên truyền mưa tàng lò của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ao thân cần dân khi chính sách mà hướng thay cần dân thông rõ xảy căn hất đây thêm vận cả bong lầu đã thắng cả cần dân hất đây việc ngòi trưởng mãn táng chầu quyền biên trái của hất tiền nước trọng việc cần dân cọp công cọp chen thay hất thẳng khẩu thâu khen biên trái. Hát dân vận đại ngòi làm việc hát chăn tài cần xíu bao hát hử cần dân thêm lấn lim khẩu tàng lò của đảng biểu tuấn lim chơi nhất lim của cần dân trang việc ngòi trướng biên trái vì bận việc hát dân vận của biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có phấn bang hử ký công việc đẩy chọn đây biểu tuấn nghĩa tình quân dân thêm kêu lặt xài căn ngòi trướng biên trái bang cần dân hát lèo đây tàng lò của đảng chính sách pháp luật của nhà nước có phấn ngòi trướng biên trái ổn yên mãn táng.